Hello hello anh em hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em nào thích mèo một tựa game thu thập mèo cực xả stress là Cat Block. Sẽ có từng level khác nhau để anh em có thể thu thập được những chú mèo dễ thương này. Game thiết kế đơn giản còn rèn được tính kiên nhẫn nữa. Nhìn thì dễ nhưng cực kỳ gian nan n chỉ 1% người chơi qua level 2. Thách anh em nào qua được level 2 đấy nhưng đổi lại là những em mèo dễ thương như này thì cũng rất là đáng để chơi này. Game có cả trên CH Play và App Store link game mình có để ở dưới mô tả và phần bình luận dưới video nha. Từ thời xa xưa, có truyền thuyết kể lại về các triệu hồi sư. Những triệu hồi sư được tương truyền là có thể triệu hồi những loại sức mạnh mà họ muốn, từ xác chết, linh hồn cho đến cả những vì sao. Nhưng dần dần, các triệu hồi sư ít đi và truyền thuyết về họ dần chìm vào quên lãng và ta gặp men của chúng ta. A Kiệt, một thanh niên 16 tuổi và hiển nhiên là độc than suốt ngày chỉ ngủ ăn và đi học chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương cậu chỉ thích sống yên tĩnh nên thường né mấy chỗ ồn ào nhưng ồn ào thì không né cậu mà còn đeo bám lấy cậu như đỉa hai đứa nhóc cứ chạy quanh cậu và suýt thì ra đường nên kiệt đã giữ nó lại rồi đợi đèn và đi nói về tài năng thì kiệt rất thích nấu nướng và đòi hỏi kỹ năng của bản thân phải được chui rèn đến mức hoàn hảo vừa nấu xong được bát mì ngon lành thì một cánh cổng không gian xuất hiện sau lung cậu tiến đến xem thử thì có một cô gái chui ra từ đó Cậu đứng hình một lúc và suýt làm rơi bát mì. Cô gái kia hóa nhỏ lại nhảy đến đỡ lấy bát mì và húp lấy húp để. Cô sau đó giới thiệu bản thân là Dora nhưng kiệt méo quan tâm mà ném cô ra khỏi nhà. Tưởng bản thân gặp ảo giác nên cậu đi rửa mặt cho tỉnh thì Dora lại mò vào được và ngồi húp lấy nồi nước mì. Cậu lại ném cô ra ngoài thì cô lại dùng cổng không gian vào lại. Cô vẫn đói nên hút sách thức ăn trong bếp. Kiệt đã nhấn cô ta xuống bồn cầu cũng không đi. Kiệt có làm gì cô cũng ở lì trong nhà nên sau khi bình tĩnh và ngồi lại và cho Dora một ly trà thì Kiệt muốn biết ba điều. Một, cô ta thực sự là gì? Hai, lý do cô lại tìm đến cậu? Và ba, làm sao để thoát khỏi cô? Dora nói kể hết thì dài dòng nên chỉ nói cô là linh hồn từ thời viễn cổ và chính cô đã được Kiệt triệu hồi đến bằng việc dâng hiến thức ăn. Hình thái ban nãy là hình thái thật của Dora còn đây là dạng để tiết kiệm năng lượng. Kiệt méo quan tâm nữa mà bỏ đi học, cậu hy vọng tối về thì Dora có thể sẽ rời đi. Nhưng có đi đến đâu thì Dora vẫn bám theo đến đó. Cô gỡ ra ném đi thì cô vẫn bay trở lại. Cậu đã lựa ngay ngã rẽ để khiến Dora phân tâm và rồi cắt đuôi cô. Ở trường thì Dora vẫn phá cậu khiến cậu tức giận mà la lối và thầy lại tưởng cậu bất mãn với cách dạy nên cậu đã xin lỗi thầy. Kiệt nhận ra rằng không ai thấy Dora ngoài cậu. Dora cố tình ngồi trên đầu thầy để chọc điên kiệt bằng được nên nhân lúc Dora ngủ gục đi thì cậu đã chạy ra khỏi lớp. Một cô gái lớp dưới gửi thư tình cho cậu nhưng Dora lại mò đến bếp xếp nên cậu bảo Dora biến đi. Cô gái kia nghĩ là bản thân đã bị từ chối một cách gắt gỏng nên đã bật khóc rồi chạy đi. Chiều đó Kiệt đành mang một mớ thức ăn đến cùng ba cây nhang để khấn Dora đi dùng cậu. Dora khóc và biến lại nguyên dạng. Cô nói nếu linh hồn không thể ký kết được khế ước với chủ nhân thì sẽ lang thang như hồn ma cho đến khi biến mất. Nhưng cô không ép A à Kiệt và chỉ xin được đi dạo với cậu một lần như là kỷ niệm trong lúc đi dạo. Dora cho kiệt thấy những thứ qua con mắt của cô Dora nói rằng con người ai cũng đều là triệu hồi sư nhưng chỉ số ít thức tỉnh được sức mạnh thật của họ sức mạnh đấy có thể mang đến hủy diệt hoặc cứu rỗi cô cho kiệt thử cảm giác sử dụng sức mạnh và khiến cậu rất kinh ngạc Dora sau đó đã hỏi lại một lần cuối rằng kiệt có bằng lòng trở thành triệu hồi sư và cùng cô khám phá thế giới hay không cậu đã đồng ý và ký kết thành công Dora sau khi đạt được giao ước thì vui mừng vì giờ kiệt sẽ không thể đá cô đi được nữa Cô sau đó đã bám vào lưng cậu và bảo cậu giang tay ra, một đôi cánh xuất hiện và cả hai đã bay đi. Cảm giác được bay rất là thích thú và mới lạ với Kiệt, nhưng đằng sau nó cũng là vài pha khá là thót tim. Có điều bay một lúc thì Dora lại đói nên loạn choạng, cả hai chẳng mấy chốc đã rơi xuống. Tối về cả hai phải băng lại vết thương do gãy cánh, chưa đóng tiền điện nên điện cũng bị cắt. Dora đã cho cậu thử dùng phép gọi ra đóm đóm sáng, Thứ này vừa chiếu sáng và còn vừa giúp chữa thương nên Kiệt thấy thật kỳ diệu và muốn biết thêm về triệu hồi sư. Dora cô nhớ lại nhưng chỉ thấy cuộc chiến của các triệu hồi sư và cảnh cô bị trói lại giữa cõi hư vô. Cô sau đó đã thiếp đi, ngày hôm sau Dora nằm tắm nắng nên Kiệt phải ngồi canh. Truyền hình thì đưa tin về việc hôm qua có người bay giữa thành phố và cây trong công viên bị bật gốc nên Kiệt thấy lo và tự nhủ bản thân từ giờ phải kỳ náo. Dora nhờ Kiệt bôi kem cho cô nhưng cậu méo quan tâm để rồi Dora bị một cái cây nuốt lấy. Dora kịp ném chai kem chống nắng vào đầu kiệt để cậu quay lại và thấy việc cô đã bị bắt đi kiệt nhanh chóng đuổi theo thì cậu muốn Dora dùng mấy cái phép mà cô từng làm ra nhưng việc bị tách khỏi kiệt khiến cô không thể dùng phép cậu sắp bắt được thì cái cây ném cho hai chiếc lá che mắt và cậu đã bị nó cắt đuôi ở một hội trợ kiệt vô tình gặp lại cô gái từng tỏ tình với cậu nay kéo anh trai đến để ép cậu phải đổi ý anh ta và cô em đều là võ sĩ karate và kiệt sẽ phải đồng ý lại lời tỏ tình và vào võ đường học chung nếu không muốn nó đòn nhưng cậu lại nghe được tiếng Dora gọi thông qua thần giao cách cảm và giọng cô càng yếu đi nên đã bỏ đi và khiến thanh niên này tức sôi máu. Kiệt nói chuyện được với Dora qua tâm trí và cô nói cậu mau tìm nếu không cả hai mà cách xa nhau quá thì sẽ mất đi sức mạnh. Giữa đường, Kiệt gặp một thanh niên mọt sách, thanh niên này biết rõ cậu là một người khác thường và muốn cậu gia nhập câu lạc bộ khác thường của thanh niên này. Nhưng cậu nhìn từ xa có thứ khá giống cái cây ban nãy nên đuổi theo và đạp thẳng vào mặt thanh niên này. Cậu vật cây hoa phía trước nhưng đây lại chỉ là hóa trang nên cậu lại nghe tiếng Dora kỹ hơn một lần nữa, và cậu nghe có tiếng giống như ban nhạc ở phía Dora nên đuổi đến nơi một ban nhạc đang biểu diễn. Kiệt vẫn không biết kẻ nào đang giữ Dora quanh đây nên cố tình chọc tức cô là cậu đã được giải thoát nên Dora trong bụng cái cây đã đấm đá lên hồi khiến cái cây lộ mặt. Dora sau đó hóa to và chui từ trong chui ra, cái cây sau đó cũng đã bỏ chạy và trở về với chủ. Cô gái triệu hồi sư và là chủ của cái cây kia không thèm nói gì mà quay đi dora vẫn còn tức nên đuổi theo thì cô ta đột nhiên biến mất dora hỏi sao kiệt biết cô gái ban nãy là triệu hồi sư cậu suy luận rằng cái cây đó luôn chạy theo một vòng tròn và vì vật triệu hồi không thể đứng quá xa chủ nên trung tâm vòng tròn đó là chủ thể chưa hết dựa theo trang phục và bông tai của cô ta thì cô ta có vẻ là một trong những gia tộc nổi tiếng đã góp vốn cho trường nên càng không thể đắc tội và thực lực cô ta hẳn cũng không phải dạng vừa Dora thấy cậu ghê như thám tử nên cậu nói lại do cô gái vừa rồi sặc sỡ nhất đám nên biết còn mớ vừa rồi là bịa ra. Cô gái kia sau đó đã về gặp bên điều hành và ông này cho phép cô dùng toàn lực để ép kiệt bung ra toàn bộ tiềm năng của cậu. Còn mấy vấn đề khác thì ông sẽ lo, cô sau đó đã đến tìm kiệt trong lớp và đưa cậu một lá thư. Mấy thanh niên trong lớp lại giật thư đọc và nội dung là hẹn kiệt chiều này gặp mặt trong rừng để giải quyết. Mấy người mày nghĩ là kiệt được tỏ tình nên chiều đó cứ bám theo. Nhưng giữa đường gặp lại ông anh kia và anh ta đòi Tần Kiệt vì đã tổn thương em gái mà còn cướp luôn nữ thần của trường, cũng nhờ cái này mà cắt đuôi được đám ớt ơ đi sau. Nhưng khi đến ngọn núi thì lại bị bám theo. Kiệt vô tình gặp lại con mèo mà cậu đã cứu mấy ngày trước và thấy vết thương của nó hẳn là đã ổn. Càng tiến vào sâu, đám kia vẫn dai như đỉa mà bám theo nên cô gái kia đã cho dây leo giữ hết lại. Kiệt thì được cô ta mở đường cho đến gặp. Vừa đến thì cô ta muốn Kiệt giao nộp Dora cho cô ta nhưng kiệt từ chối và bị một bông hồng bay vụt qua mặt cả hai đã lao vào đánh nhau dora thì lùi một góc để kiếm vũ khí như mãi chưa tìm ra còn kiệt thì phải né chiêu này đến chiều khác cô ta biến cái cây thành dây roi và quất tụi bụi vào kiệt cậu né thì cô ta biến lá cây thành phi dao và ném hết về phía cậu dora vẫn chưa xong trong khi kiệt thì sắp thở không nổi ở đằng này thấy cả hai tách ra nên cô ta gọi ra quái vật cây để đuổi dora cô bỏ chạy thì bị dây leo bắt lại suýt bị cây đè thì Kiệt đã đến che cho cô. Cả hai đã lấy được vũ khí là hai con dao và đánh trả. Kiệt dùng nắm đấm thủy tinh để đánh gãy một tay của quái. Cậu sau đó bung cánh và tạo thêm một đôi giày để di chuyển và rồi cầm lại dao và bay lên. Với kỹ thuật nấu ăn thượng thừa nên cậu dễ dàng gọt luôn cái cây. Dora cũng bất ngờ vì cậu quá ngầu và còn biết võ. Cô gái kia sau đó đã thu cây lại còn Dora muốn nhân sơ hở đã sách dao đến trả thù. Nhưng Kiệt đã ngăn lại vì cậu không muốn thành kẻ giết người và ngay từ đầu cậu đã biết cô cố ý nương tay, minh chứng là bốn cái cây ở sau đang chờ. Dora bắt đầu rén nên xin lỗi và mời cả hai về ăn tối. Nhưng cái cây của cô ta lại cho rằng cả hai đang coi thường tiểu thư nhà nó nên cãi nhau với Dora, có điều cô ta cũng đói nên thôi về ăn một lượt. Trong bữa ăn thì cái cây kia nói họ bất đắc dĩ mới đánh để kiểm tra vì có triệu hồi sư tốt và xấu. Vì họ là người bảo vệ thành phố này nên phải xem thử Kiệt là người như nào. Sau khi ăn xong thì cô đã ra ngoài và Kiệt đi theo. Cô giới thiệu bản thân là Hana và cô sẽ còn giám sát Kiệt sau này nữa vì cô không yên tâm về Dora. Giải thích xong thì cô cũng ra về. Sáng hôm sau ở trường. Đang học thì đột nhiên có hưu cao cổ từ đầu ló đầu vào lớp. Đám gấu mèo cũng theo đó mò vào phá hoại. Khi Kiệt ra khỏi lớp thì nhận thấy thú hoang từ đâu đột nhiên chạy loạn khắp trường. Cậu chạy ra ngoài đường thì còn loạn hơn. Xem trên bản tin mới biết lũ thú này tất cả đều từ sở thú sổng ra. Kiệt sau khi chạy khỏi trường thì thấy một cô gái đi trước bầy thú, sợ cô bị tấn công nên cậu lại cứu cô. Con mèo cậu cứu cũng ở đây và khi mang nó lên cậu đột nhiên bị nó cào, cô ta sau đó chạy lại âu yếm mấy con thú nên Dora cho cậu biết cô gái này không bình thường. Hana đã đến để đối phó, cô cho cây phun bom để làm mù và nhảy xuống và dùng dây leo trói hết lại và cột lên cây. Cô gái mèo muốn Hana không được hại lũ động vật, nhưng cái cây muốn biết mục đích của cô ta là gì khi thả lũ động vật ra. Cô ta cho rằng con người đi chiếm đóng khắp nơi còn nhốt động vật lại nên cô ta phải trả tự do cho chúng, cả hai sau đó lao vào đánh nhau. Cô mèo tiếp cận Hana và đá một cú từ phía sau, Hana chặn được nên cô ta sử dụng năng lực và khiến tay to hơn. Kiệt và Dora ở ngoài không biết nên giúp ai. Hana ban đầu có lợi thế khi tầm đánh xa hơn nhưng cô gái mèo kia đã dùng năng lực từ động vật để khắc chế lại. Hana đành gọi ra cây to để đấu lại với hình dạng gấu của cô gái kia nhìn đang ngang cơ nên Kiệt và Dora ngồi làm bình luận viên. Hana sau đó cường hóa cây lên bốn tay nên lấy lại lợi thế. Cây ôm nát con gấu nhưng nhiều mảnh nhỏ đã tạo thành một đàn sói và lao đến cắn xé cây. Hana cho cây đổi thành dạng gai nên tạm thời đàn sói không thể tấn công. Đàn sói hóa thành rắn và cuốn lấy cái cây và cắt đi được một tay. Hai bên dù bị thương trầm trọng nhưng vẫn muốn đánh nên Kiệt và Dora đã xích cả hai lại. Cậu muốn hai bên ngồi lại nói chuyện vì bản thể của cô mèo đã bị cậu bắt chính là con mèo mà cậu đã cứu là thủ phạm và cũng là cô gái vừa rồi cô mèo thừa nhận bản thân đã bị kiệt phát hiện lúc kiệt băng bó cho cô thì cô vô tình nhớ lại lúc trước khi cậu cũng từng giúp cô như này và đặt cho cô cái tên là miêu ô cây của hana muốn cậu giao miêu ô ra nhưng cậu từ chối cho đến khi miêu ô bình phục dora cũng khuyên nó từ bỏ vì cả hai đều đã bị thương còn cô và kiệt thì không hana cho rằng cậu đã chọn nhầm phe và bỏ về tối về miêu ô cho biết động vật cũng có thể là triệu hồi sư còn cô thì muốn đi tìm anh trai của mình vì từ lúc anh bỏ đi cô đã cố lần theo nhưng bị thương và được kiệt giúp đỡ còn về vụ hôm nay thì cô muốn anh trai lộ diện nên đã tạo chấn động lớn tí hẳn là lớn tí kiệt bỏ qua cho cô vụ hôm nay và nấu đồ ăn cho cả hai sáng hôm sau vừa ngủ dậy thì kiệt bị một nhóm người đến nhà mời đi cậu xin từ chối thì họ rút cả tấn hàng nóng ra khiến cậu rén ngang họ đưa kiệt đến một khu biệt thự và là nhà của hana Cô và cái cây này đã đứng tiếp đón sẵn và cho biết chủ nhân muốn gặp cả hai. Dora thực sự choáng ngợp trước khung cảnh có thể xem là vĩ đại này. Khi những linh hồn được triệu hồi đều thay vì mang đi chiến đấu lại có thể đem đi phụ việc nhà, từ làm vườn, tới cây cho đến đầu bếp, và tất cả đều được chính một người triệu hồi tới khi vào trong dinh thự. Kiệt nghe thấy tiếng từ bức tượng này và đột nhiên có hình ảnh về một người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện, nhưng Dora đã đưa cậu về lại thực tại trước khi ngã khỏi cầu thang. Cả bọn sau đó đã gặp Halen người đứng đầu hội hoa hồng đen và là ông của Hana. Ông chỉ vẩy tay một cái đã khiến tất cả tự động ngồi xuống. Ông cho biết từ xa xưa các triệu hồi sư đã chia làm hai phe là người canh gác và kẻ hủy diệt. Một phe muốn bảo vệ cân bằng còn một phe thì thích thú với giết chóc và cướp đoạt. Hai phe đã có chiến tranh từ rất lâu cho đến nay. Và việc lựa chọn phe nào thì mỗi triệu hồi sư đều sẽ phải đối mặt. Halen muốn biết cậu sẽ chọn theo phe nào. Nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy là không được gia nhập xã hội đen, là công việc không có tiền đồ và khá vô nghĩa nhưng ông cũng nói ra quá khứ của Kiệt khi cậu đã bị nỏ rơi từ lúc 5 tuổi và đã tự mình sống đến giờ. Nhưng dù là đã mạnh mẽ là vậy thì trong lòng luôn thấy bất an nên hẳn là trong ví cậu vẫn còn hình bố mẹ. Vì những thứ đã xảy đến với cậu không phải là ngẫu nhiên và hẳn cậu cũng chưa biết danh tính thật của bố mẹ. Dora không tin nên móc ra xem và đúng là như vậy. Ông còn cho Miu-ô biết anh trai cô đã là tội phạm bị truy nã nên cả hai có khả năng sẽ phải đối đầu với nhau. Ông cho rằng Kiệt và bạn bè nên ở lại đây vài ngày. Vấn đề đi học thì ông sẽ xử lý vì đằng nào cũng là hiệu trưởng. Sau đó cả hội đã ăn tối thì có kẻ tấn công. Một tên to con được ném vào đây nên Haaland đã tung đòn đánh trả. Ông đã từng đối đầu với chúng vài năm trước. Chúng sau đó đã im hơi lặng tiếng mà giờ lại vùng lên hẳn là đã có chiêu trò gì đó. Tên này lao đến và Haaland đã dùng cả băng lẫn xét để tấn công mà vẫn chẳng có mấy tác dụng. Ông biết bản thân không thể nương tay nên đã bảo Hana đưa Kiệt đi và hãy bảo vệ cho cậu. Nhưng vừa ra khỏi dinh thự thì toàn bộ đã bị phá hủy một cô gái cầm súng xuất hiện và bắn tan những linh hồn giúp việc hana cố gắng phản công thì bị cô ta bắn trả và còn bị ném cho ba quả bom gần đó còn có một tên có khả năng điều khiển quạ miêu ô nhận ra đó là anh trai mình nhưng anh ta cũng không nương tay với cô kiệt cũng lao vào thì bị một kẻ khác xâm nhập tâm trí hắn khiến kiệt thấy lại mảnh đất đấy và mẹ cậu nhưng rồi khung cảnh nhanh chóng thay đổi đến đáng sợ và khiến kiệt bị sốc mà ngất đi hai ông cháu hana vẫn đang gồng mình với đối thủ ông thì khá mất thời gian do tên này quá là châu bò hana thì gọi cây ra giúp sức nhưng cũng chẳng chạm được vào người con à kia có điều một tên nấp dưới bóng của cô nhảy ra và ám sát hana halen ở trên phải dùng thuật trị thương cho cô ông vừa phải trị thương vừa chiến đấu nên bên kia đã nhân cơ hội tấn công tổng lực và kết liễu ông nhưng ông đã kích hoạt trạng thái mạnh nhất của mình và đối chọi lại với lũ kia đen thay khi tên cầm đầu lộ mặt và hắn gọi ra tử thần hút lấy toàn bộ sức mạnh của ông đã đạt được mục tiêu nên chúng rời đi và mặc kệ Hana cũng như Kiệt, cả hội sau đó đã về nhà để chữa cho Hana. Kiệt do trên mạng thì phát hiện có người đã quay lại được cuộc chiến tối qua bằng vệ tinh và người đó sẽ xuất hiện vào hôm nay để ký sách gì đó. Cậu muốn tìm người đó để lấy thông tin về đám hủy diệt tối qua. Cậu đã để cái cây ở nhà chăm sóc Hana. Trong lúc đó, kẻ tình báo đấy đã xuất hiện và tên này là tên mỏ sách đã gặp Kiệt ở hội trợ lần trước và hiện đang giả gái. Nhưng kỹ năng HACH thì đỉnh cao khi dừng cả tàu điện hách nhẹ cái máy bán hàng và thang máy đỉnh hơn là thay đổi toàn bộ quảng cáo thành quảng cáo cho sách của chính cậu ta bộ ba kiệt mio và dora đã xác định mục tiêu nên bắt đầu chiến dịch kiệt đến giả làm người mua sách và tình nguyện mua hết nhưng thanh niên này biết cả ba trốn đâu nên gọi ra căn bản vì cậu ta đã hát ach vào toàn bộ camera xung quanh cậu ta giới thiệu bản thân là stan và là một hacker có thâm niên với nghề đồng thời đã phát hiện ra nhiều bí mật về thế giới Dora cho rằng giống trò bịp thì Stan cho biết tối qua cả nhóm bị bảy tên tấn công thay vì năm như thấy được đột nhiên cả bốn bị khủng bố tấn công và cậu ta nói cả bọn chạy trước bốn mục tiêu đuổi theo đã được xác định đều là robot chúng đều nhắm đến Stan vì cậu ta đắc tội với khá nhiều tổ chức xã hội đen cả bọn được Stan chỉ là nhảy xuống khỏi cầu vì một chiếc xe đã được điều khiển đến đón họ nhưng mấy con robot vẫn bám theo và chúng không dễ gì đối phó Stan cho biết đám này đều là của cô gái cầm súng đêm qua Stan cho rằng đám robot này có IQ thấp nên không cần lo, vậy mà nó lại biết bắn vào lốp nên Stan đã phải nghĩ lại. Hai cô gái đã quay lại để tấn công nhưng nó quá nhanh và né hết. Stan đã hát ACH vào dây điện và phát này thì né hộ. Nhưng ba con kia lại né hết mọi đòn miêu ô và Dora tung ra và tiếp cận chiếc xe nên Kiệt đã chặn khiên. Chúng liền tăng thêm hỏa lực và khiên sắp vỡ. Chúng đổi qua bắn gãy cầu khiến cả bốn rơi xuống. Dora dùng cánh và giúp cả ba tiếp đất nhẹ nhàng hơn trước khi về lại dạng nhỏ cả bốn lại bị bao vây và may thay Stan đã hát ach vào một chiếc xe container và đập bay ba con robot chúng vẫn còn đứng dậy bắn trả nên Stan đã phải nghiêm túc cậu ta biến chiếc xe thành autobot và đấm vỡ mồm ba con robot nhưng con autobot cũng dính đạn chảy dầu và phát nổ Stan giờ mới bị lộ thân phận và phải đến giờ kiệt mới nhận ra kiệt ngỏ lời muốn cậu ta gia nhập và cậu ta đồng ý Stan sau đó đã đưa cả ba về căn cứ của mình nói là căn cứ nhưng cơ bản chỉ là một chiếc xe San đã cho cả ba thấy về việc mấy kẻ hủy diệt kia đang dần chiếm hữu hết sức mạnh của các triệu hồi sư. Và ở nhà của Hana thì những chấm xanh đại diện cho linh hồn được triệu hồi rất nhiều. Cho nên hẳn là đêm qua chúng đến để cướp những linh hồn đó. San cũng nhận thấy việc đám hủy diệt kể từ vài ngày trước đã liên tục xuất hiện tấn công nhiều hơn hẳn. Kiệt nhớ ra ngày đó chính là ngày cậu gọi Dora đến. San muốn biết Dora thực chất là gì nhưng cô lại bị dối khi nhớ lại nên chẳng thèm truy cứu thêm. Cả bốn sau đó đã quay lại dinh thự và xem những ký ức còn sót lại của linh hồn giám sát nhà Hana. Tên to con hệ đất này được gọi là lệ, hắn được ném vào qua một cổng không gian và có một người đã điều khiển cổng này. Trong cổng đó vẫn còn một kẻ nữa như là để làm biện pháp dự phòng, cô gái cầm súng hệ lửa gọi là Diêm. Cô ta là người chơi hệ cháy nổ khi vũ khí chủ yếu là súng và bom, anh trai của Miêu Ô có biệt hiệu là Nha với nhiệm vụ trinh sát và đàn quả. Tên đã tấn công Kiệt là một tên có khả năng ẩn thân và khiến Kiệt rơi vào ảo giác còn cô gái nấp dưới bóng và ám sát hana được gọi là ảnh và cuối cùng tên cầm đầu được gọi với cái tên tử thần cả hội sau đó đã xuống cái hộ bị khoét để xem thử thì qua tại tạo họ biết nơi đây chứa hàng ngàn linh hồn đã được thu thập về đây san cho biết halen là triệu hồi sư đa hệ mạnh nhất mà cậu ta từng gặp và nếu hôm đó ông không phải một trọi bảy thì mọi chuyện đã khác họ sau đó tìm được một mảnh vỡ ra từ tên lệ và qua mùi thì đoán được vị trí của hắn đang ở có loại hoa bỉ ngạn và loại hoa đó chỉ có ở một nơi Stan đã tìm thử và suy luận ra được có một tên đã bị tách với hội còn lại, thế là cả bọn quyết liều một pha để lấy thông tin. Kiệt muốn cả bọn nghĩ cho kỹ vì pha này hoàn toàn là phải đặt cược cả tính mạng, nhưng không một ai có vẻ sợ hãi nên cậu đành theo mấy tên ngốc không sợ chết này, vì suy cho cùng cậu cũng là một tên ngốc như họ. Lúc trên đường đi, Kiệt đã nấu đồ cho cả bọn cùng ăn khiến Stan thấy thú vị và muốn nghe về hoàn cảnh trước đây của cậu, cậu chẳng có gì nhiều để kể, vì trước năm tuổi cậu hay chuyển nhà liên tục cùng cha mẹ. Đến một ngày thì cha đột nhiên biến mất và vài tháng sau thì mẹ cũng vậy. Miêu Ô muốn nghe về quá khứ của Dora nhưng cô không nhớ gì vì tất cả đều rất mơ hồ. Càng cô nhớ thì đầu càng đau. San quét qua Dora thì biết ký ức của cô đã bị phong ấn chứ không phải bị mất. Nhưng Kiệt không muốn đào sâu nên bảo cả bọn nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử ngày mai. Ngày hôm sau cả bốn đến được một khu rừng đá và cứ thế tiến dần vào trong. Bay một đoạn khá xa thì cả nhóm thấy phía trước có một ngôi làng. Ngôi làng này đã bị bỏ hoang và Stan cho biết là người ta đồn ngôi làng này đã bị nguyền rủa. Phía sau nó là một cánh đồng hoa và có một ngôi nhà ở giữa. Miêu ô phát hiện trong đó có người ở nên cả bốn quyết định sẽ quan sát thử. Người bước ra là một ông chú và mang theo cây cuốc để cày lại khu đất này. Stan đã quét khuôn mặt để tìm hiểu nhưng mạng ở nơi này quá chậm. Dora cứ sồn sồn nên kiệt phải giữ mùng cô vì vẫn chưa thể chắc chắn. Miêu ô cũng không nhận thấy có dấu hiệu gì bất thường từ người nông dân này và còn ngửi thấy sắp có bão nên kiệt đã ra mặt. Chú kia cũng thấy kiệt nên mời cậu đến ăn chung bữa và không hề thấy đau ra. Cậu lấy lý do là vào mua ít đồ ăn. Chú ta định lấy thêm đồ cho kiệt ăn thì cậu xin thôi. Chú ta chia sẻ rằng bản thân đã dành 10 năm ở đây để trồng hoa và ít khi có khách lui tới. Cậu muốn nghe về câu chuyện của chú ta nên chú kể lại rằng Trước đây, vùng đất này rất cằn cỗi và chẳng thể trông được gì. Người chú thầm yêu đã cố gieo trồng hoa cỏ ở đây và khi cô qua đời thì chú đã làm nốt di nguyện của cô. San lúc này cũng đã sắp tải xong thông tin nhưng bão đã đến stan cũng đã điều tra ra ông chú kia đột nhiên thay đổi sắc mặt và chạy đi cố níu giữ những bông hoa đột nhiên tâm trí chú ta bắt đầu bất ổn và stan muốn họ ra tay luôn nhưng đã quá muộn vì chú ta đúng là tên lệ chú ta cố cầu cứu nhưng nhân cách hung bạo đã hoàn toàn nắm kiểm soát kiệt cố dùng khiên để chặn nhưng vô ích miêu ô cố tấn công nhưng móng của cô không đủ sắc mọi đòn đánh đều vô dụng trước hắn dao của dora cũng bị vỡ vụn nên cô muốn cùng kiệt phối hợp tạo đòn mạnh hơn nhưng cần thời gian thi triển nên hai người kia phải câu giờ, Miêu Ô dùng tốc độ để khiến Lệ quay cuồng, nhưng hắn vẫn bắt được chân của Miêu Ô và cho cô đo sàn ngay lập tức. San biết bản thân cần phải làm gì đó nên đã nhắc Kiệt đốt đồ xuống âm phủ giúp nếu cậu ta bỏ mạng. San dùng ảnh chiếu và khiến Lệ bị dối. cậu ta đã nói ra hết thông tin về hắn, tên thật là Mạc Đa và có bệnh đa nhân cách, hung thủ gây ra hơn 10 vụ mất tích mà không thể tha thứ. Mạc Đa gồng lên một phát khiến xung quanh đất đá vỡ vụn gian bị thổi đi buộc kiệt phải chạy lên dựng khiên chắn nhưng việc đất đá văng tứ tung khiến những bộ xương bên dưới lộ ra họ giờ đã hiểu lý do thôn làng biến mất nhưng họ đã kịp câu giờ cho dora triệu hồi đến vũ khí cho kiệt dora chia sẻ mọi giác quan và tri thức về sức mạnh cho kiệt cô muốn cậu không cần nghĩ mà cứ để trực giác chiến đấu kiệt lao lên và sử dụng giáo đâm xuyên qua lớp giáp của hắn ta cậu nhanh chóng đổi kiếm chém và hóa dao găm đâu vào tim bị trả đòn thì cậu lấy đại đao đỡ và phản lại chính đòn đó Cậu dứt điểm bằng một cú búa sấm sét, mà đa trở lại cơ thể thường và xin cả bốn tha cho nhân cách thật của chú ta. Chú ta kể lại rằng từ nhỏ chú đã bị một linh hồn quỷ nhập vào cơ thể. Người mẹ đã khó sinh mà mất, người bố cũng suy sụp mà tự sát. Dân làng thì xa lánh và đánh đập chú ta đến khi sức mạnh ấy tự bảo vệ cho chú ta. Người dân vì vậy xem chú ta là một tai họa mà xích lại ở những khối đá. Mà Đa đã cố sống qua ngày bằng việc ăn đất cát để sống. Nhưng rồi một ngày, cô gái ấy đã đem cơm đến cho chú cô hy vọng có thể trồng hoa ở nơi khô cằn này chú ta đã xin một hạt giống và trồng ở tay đó cũng là lúc chú có thứ để liều mình bảo vệ nhưng rồi nhiều năm trôi qua dân làng bắt đầu thất thu và đã tìm đến chú ta vì cho rằng chú ta là lời nguyền gây ra nạn đói cô gái ấy vì bảo vệ chú mà bị đánh chết phẫn nộ tích lũy nên chú ta đã sinh ra nhân cách thứ hai này và tàn sát hết dân làng từ đó những hải cốt ấy đã thành chất dinh dưỡng để nuôi cánh đồng hoa này sinh sôi và giờ nhân cách thứ hai này xin họ tha cho nhân cách một nhưng vì kiếm của kiệt đã vô tình đâm chung dây xích này và cũng là thứ phong ấn linh hồn quỷ bên trong được đà nên con quỷ bắt đầu chiếm lấy thể xác bên tử thần cũng biết chuyện đang xảy ra nên cho người chuẩn bị lên đường họ nhớ về ngày đầu gặp mạc đa và cũng chính họ là người đã cho chú ta chiếc phong ấn này họ đã bắt đầu lo sợ về việc linh hồn ác quỷ bên trong mạc đa sẽ thức giấc nhưng trong lúc đó cơ thể chú ta đã hoàn toàn bị nuốt lấy san quét qua thì biết tim đã ngừng đập và trước mặt họ không còn là con người nữa cả nhóm sau đó đã lao đến tấn công. Nhưng đòn của cả nhóm cơ bản là không có tí sát thương, San và Miêu Ô bị đánh gục đầu tiên. Kiệt pháp búa lên đánh thì bị đập cho vỡ búa. Dùng thương phóng được xuyên đầu nhưng cũng vô dụng, cậu xin thêm sức mạnh của Dora để tung đòn tất sát nhưng cả thanh đao này cũng bị đập tan. Kiệt bị đánh ngất và đưa đến trước phong ấn của Dora và dường như cậu có thể mở được phong ấn. Bên ngoài thì Dora vẫn đang cố để giữ cho cậu an toàn. Trong phút chốc hình ảnh của Dora đã khiến chú ta nhớ lại hình ảnh cô gái năm xưa, nhưng chẳng được bao lâu cho đến khi linh hồn tà ác chiếm lại và nó đánh bay cả hai. Kiệt chạm vào phong ấn và khiến Dora nhất thời trở lại nguyên dạng ban đầu của cô. Cô gọi ra hàng tá thanh kiếm đâm xuống và sau đó là một thanh khổng lồ dứt điểm hoàn toàn con quỷ đá. Sau đó thì Kiệt cũng đã tỉnh lại. Cậu vô tình thấy được lúc Dora còn ở dạng thần nhưng khi thực sự tỉnh lại là khi cô đã về lại bình thường và gọi cậu tỉnh dậy. Cả bốn sau đó đã tiễn biệt chú ta và trở về. Họ đã xác định rõ việc bản thân sắp trở thành kẻ bị truy sát nên cũng nhanh chóng lên đường, cuối ngày thì hội kẻ hủy diệt cũng đến để tiễn đưa người đồng đội. Họ hy vọng Mạc Đa sẽ có thể yên nghĩ và không còn đau khổ nữa. Tên tử thần đọc qua ký ức thì cũng biết được chuyện đã xảy ra, kịch cùng cả nhóm lúc này đang trên xe bỏ chạy. Hai trong bốn người bị thương nhưng chưa bình phục thì hội kia đã đuổi đến, ảnh xuất hiện từ phía trước và chém đôi chiếc xe, nha cũng xuất hiện và tấn công cả bốn. Còn Diêm thì xuất hiện và cho Stan và Mio hai phát đạn Kiệt sau đó cũng bị cắt thành nhiều mảnh còn đo ra thì ngồi khóc lóc. Kiệt được đưa vào một vùng không gian. Một người đàn ông xuất hiện và cho biết cậu đang ở khe hở thời gian và tại một không gian khác thì cậu đã chết hay đúng hơn là tất cả đã chết. Ký ức và linh hồn cũng bị hút đi. Kiệt tức giận đấm mở mảnh chiếu thực tại đó. Kiệt tức giận vì bản thân quá yếu. Nhưng người đó cho cậu 3 phút để sửa chữa mọi thứ. Ông sau đó bỏ mũ ra và đó chính là bố cậu. Ông nói sau khi kết thúc thì đến gặp ông ở lò luyện ác ma. Cậu sau đó quay lại lúc được Dora băng bó và lập kế hoạch. Ngay lúc nhóm kia tìm đến thì chiếc xe đã chẳng còn ai và một quả bom đã phát nổ. Nhờ đó thoát được một mạng, cả bốn về tìm Hana nhưng cô đã rời đi và để lại thư. San báo tin rằng kẻ hủy diệt còn cách họ hai cây nhưng tin tốt là cậu ta mượn được máy bay nhà Hana, cả nhóm chạy nhanh lên máy bay và rồi lủi đi mất. Trong thư Hana có nói cô cũng đợi cậu ở lò luyện và Stan cho biết lò luyện ác ma là nơi các triệu hồi sư luyện tập và chiến đấu để trở nên mạnh hơn. Nói đơn giản là trường đào tạo triệu hồi sư, Halen hay kể cả là kẻ hủy diệt cũng đều từ đấy mà ra. Stan cho biết nơi đó vừa là thiên đường vừa là địa ngục, nhưng thông về nơi đó hiện tại không còn nhiều. May mắn là Hana cũng đã để lại tọa độ nên Stan tính toán là 7 tiếng nữa sẽ đến nơi. So với việc bị truy sát thì họ đã quyết định đến đó vì có thể may mắn sẽ kiếm được bí kịp võ công. Sau 7 tiếng cả bọn đã đến Tam Giác Quỷ. Vượt qua nơi này thì cả bốn mới chính thức vào đến được lò luyện, cả nhóm không ngần ngại tiến vào tâm báo sau một hồi rung lắc dữ dội thì cả nhóm đã thành công qua được cả nhóm đang hí hửng vì sắp được an toàn nhưng kiệt cảm nhận được gì đó và rồi đột nhiên cả nhóm bị ảnh tập kích kiệt lấy khiên đỡ nhưng máy bay thì tan nát và cả bọn bị rơi thẳng xuống san dùng khả năng của mình để biến máy bay thành robot và ảnh phải chui lại vào để nấp và trả lại đòn tấn công ảnh trốn đi và nhường lại sân chơi cho diêm diêm xuất hiện xả đạn vào cả bốn nha cũng mò đến và khiến robot hư hại nặng nên stan phải cho nó đáp đất May mắn là vẫn kịp hạ cánh trên một hòn đảo, nhưng bọn hủy diệt đã chờ họ ở đây và quyết không buông tha. Đột nhiên một cô thỏ đi đến và cấm tất cả đánh nhau vì đây là lò luyện ác ma. Ảnh và Diêm không biết cô thỏ này là ai nên vẫn vênh váo. Riêng tử thần biết rõ vì đã tốt nghiệp ở đây nên mới nể mặt thỏ đại nhân mà rút quân về. San và Dora đã chạy đến ôm chân cô thỏ cảm ơn dối rít vì cô là ân nhân. Cô thỏ sau đó nói sẽ chờ họ ở đấu trường rồi chạy đi mà không hướng dẫn gì. Cả bọn la liệt một lúc và chẳng biết đi đường nào thì được một thương nhân ở đây tên là Richard cho đi nhờ. Ông ta cho biết nơi này có độ an toàn là 100%, tội phạm trốn lên đây thì vẫn sẽ được luật của nơi này bảo vệ. Nơi này không phân biệt thiện ác, chỉ cần là tuân theo luật thì mọi thứ đều được cho phép. Richard cho biết từ xưa khi hai phe Triệu Hồi Sư đã bắt đầu khổ cực vì chiến tranh nên đã đình chiến và lập nên nơi này. Bất cứ ai làm trái luật sẽ bị xem là kẻ thù của toàn bộ Triệu Hồi Sư và cứ thế mỗi khi xích mích đều sẽ được giải quyết ở đấu trường thay vì gây chiến ông sau đó đưa cả bốn đến một quán nước được cho là ngon nhất đảo vì cả đám là gà mờ nên richard muốn ông chủ cứ tính phí cho đắt nhưng giá của nó hoàn toàn đáng khi uống xong thì mọi vết thương cũng từ từ lành lại uống xong thì cả hội đòi uống thêm và tiền thì richard xin trả thay nhưng họ không biết mấy cái này đều là thủ đoạn của bọn thương gia như ổng ổng sau đó cũng đưa họ đi chợ tham quan ở chợ có rất đủ thứ đồ ma pháp có nơi bán đồ áo nên cả nhóm đã dừng lại mua đồ áo luôn họ chọn được bộ ăn ý và richard lại muốn ông chủ tiệm cứ tính phí đắt cả bọn còn định đi tham quan thêm thì kiệt nhắc cả bọn nhớ mục đích chính nên richard đã đưa họ đi đăng ký luôn lúc leo hết cả trăm bậc thang cô thỏ đã đọc lên một bài diễn thuyết về mục đích của toàn bộ thí sinh tham gia đọc hết thì nghi thức đăng ký mới bắt đầu ở đây cô thỏ cho họ bốn cửa để đăng ký chỉ cần qua được là sẽ đăng ký được mỗi cửa sẽ có một yêu cầu riêng Cửa một đòi tiền nên stan qua được do HACH được từ tài khoản của mấy tên nhà giàu. Cửa hai thì ai đẹp là qua nên đo ra được vào và đưa cả kiệt vào chung. Miêu ô bị từ chối nên qua cửa ba để đo theo sức mạnh. Miêu ô cay lắm rồi nên dùng võ gấu đấm luôn máy đo. Richard cũng qua bằng cửa số 4 là đo theo danh vọng, ví dụ như quý tộc nhà giàu hay quan chức quốc gia. Kiểu vậy, Richard thì ta được biết ông ta là một tội phạm thuộc top 10 thế giới. Hiện thực tàn khốc là vậy nhưng với một triệu hồi sư mà không có một trong bốn yếu tố đó thì tốt nhất là nên từ bỏ. Sau đó cô Thỏ tuyên bố bắt đầu tuyển chọn là sẽ có 100 tầng và ai vượt qua được hết sẽ đoạt giải. Ai nấy đều chưa quá 10 tầng nhưng đo ra tự tin bản thân sẽ qua 100. Cô Thỏ đưa họ đến tầng 1 là một khách sạn để nghỉ ngơi, mấy đứa háu ăn trong nhóm kiệt thì đâm đầu đi ăn. Còn những người lão làng thì biết cuộc thi đã chính thức bắt đầu. Vì giám khảo tầng này là một cạm bẫy sư hàng đầu và từng loại không biết bao nhiêu là người. Lúc cả bọn đi tắm thì cô thỏ cho họ thấy Hana đã một mình leo đến tầng 11. Kiệt cùng ba người biết là phải bắt kịp nên về ngủ trước, nhưng chính tối đó thì cạm bẫy đã kích hoạt và hai bên tường dần ép lại. Vũ khí của Dora không có tác dụng và trước khi bị kẹp như bánh thì Kiệt đã nghĩ ra cách là tạo ra chìa khóa để mở cửa. Cả hai chạy đi tìm Miêu ô thì chỉ thấy một con rán to đùng. Kiệt định dẫm thì Miêu ô la lên vì cô phải biến thành rán chui ra. Nhiều người khác cũng đã thoát nhưng Stan thì chưa thấy đâu tưởng thanh niên tiêu rồi thì cậu ra chui ra được từ ống thông gió. Giám khảo vòng này cũng nói họ luật để qua là bằng mọi giá phải ra khỏi được khách sạn. Cả đoàn nhanh chóng chạy đi vì cả khách sạn đã bắt đầu phát nổ và sụp đổ. Chạy trốn khỏi bao nhiêu cạm bẫy từ bẫy gai bẫy lửa. Chạy đến đại sảnh thì một vụ nổ đã tạo ra một cái hố khổng lồ giữa sàn, mặt đất cũng dần sụp xuống. Dora đã phải dùng cánh để cứu Stan và những người rời xuống. Tất cả sau đó đánh liều chạy qua và thành công đến được một cánh cửa nhưng trên này có nhiều thông tin và chẳng biết nên tin thứ gì. Tuy nhiên giờ đường lui không còn nên kiệt đạp cửa luôn, cả nhóm thành công đến một đại sảnh nơi phần lớn thí sinh đã qua được đây. Giám khảo xuất hiện ở đây khiến nhiều tên muốn tẩn, nhưng đã được chọn làm giám khảo thì đâu có yếu. Luật không cấm giết giám khảo nhưng muốn làm được thì phải có trình. Ông ta gô cổ mấy tên này lại và tặng thưởng cho mọi người vì đã qua ải. Phần thưởng là ngẫu nhiên nên ai cũng có cơ hội thử vận may. Người được tiền, người được đồ vật quý hay là báu vật, riêng Stan được giải nhất là một xương bom, đồng thời cũng là thứ giúp họ đến tầng tiếp theo, vừa xuống dưới. Cô thỏ đã dọa cả bọn một vố khiến ai nấy đều hết hồn, cô cho rằng đấy chỉ là đùa nhưng chẳng ai thấy vui. Tại đây cô thỏ sẽ là giám khảo vòng này và cô ra luật là chạy hết 20 vòng. 15 người nhanh nhất sẽ cho qua, lúc khởi động. Miêu ô tự tin vòng này còn Stan thì nói cậu ta tự có cách, mấy ông ma cũ thì cũng đã chuẩn bị sẵn giày trượt và xe để dành cho vòng này. Cuộc thi sau đó bắt đầu và đúng như dự đoán khi Miêu Ô chạy đầu với báo săn. Trong lúc đó, tử thần cũng đã chuẩn bị sẵn đồ để chơi với Kiệt. Quay lại cuộc đua, người đi đầu là Miêu Ô. Theo sau cô là một con sóc bay và cặp đôi Dora và Kiệt. Những thí sinh khác cũng ở sau và bám theo rất sát. Đỉnh nhất là ông họa sĩ manga này. Ông ta vẽ ra mấy cái hiệu ứng bứt tốc như trong chuyện và giúp ông chạy nhanh hơn. San từ chót bét cũng phóng lên nhất khi HACH được tên lửa bay thử để dùng. Kiệt hy vọng không có đầu đạn hạt nhân trong ấy nhưng Stan nói cậu cứ yên tâm. Đến vòng thứ hai thì Kiệt khuyên cả bọn cẩn thận vì những kẻ rớt lại đã tìm ra lỗ hổng của luật. Đấy là không cần chạy mà chỉ cần loại hết đối thủ. Ông chú cao bồi đã ngắm bắn và khiến một vài người rớt khỏi phương tiện di chuyển. Mấy viên đạn này đuổi theo Kiệt và Dora nên cả hai đã trả lại cho người bắn. Một tên khác dùng độc khiến ai bước qua cũng đều bị tê liệt nên miu đã dùng hình dạng rắn để vượt qua. Cô đã để sóc bay dùng phong thuật và hút khí độc đi. Vì đều là người chơi hệ thú nên cả hai xem nhau như là bạn bè đồng loại. Một tên samurai thì muốn chém hết những kẻ bước qua nên Stan cho hắn luôn quả tên lửa nhưng tên lửa lại bị hắn chém đứt. Đúng lúc thì ông họa sĩ manga đã chạy đến ứng cứu. Ông viết chữ đao và chữ đó ngay lập tức cắt lìa tên samurai, tranh thủ thì Stan xin chữ ký của ông luôn. Do sàn đấu còn 15 người nên cô thỏ cho ai về đích sẽ thắng chứ không cần đủ số vòng. Nhóm của Kiệt biết rõ kiểu gì cũng qua nên thi nhau tranh vị trí về nhất trong lúc đó hội kẻ hủy diệt đang chán nên ảnh và diêm rủ nhau ra làm kèo solo tóc trắng thấy cả hai đánh nhau thì ngứa mắt nên muốn cả hai dừng lại họ đều không hiểu lý do gì mà tử thần không cho họ tham gia giải đấu cô gái có năng lực dịch chuyển cho biết cô ta hôm bữa đã chán nên định lẻn vào giải đấu nhưng khả năng dịch chuyển không dùng được mà còn bị bảo vệ dí nên đành giúp ra chợ mua vài thứ và cô ta mua được một chiếc tv để giờ ngồi xem đang chỉnh tv thì bắt được tín hiệu về cuộc thi trong kia luôn vừa mở lên xem thì nghe được việc miêu ô về nhất, kiệt về hai còn ông họa sĩ về ba. Ở vòng ba thì là thi nấu ăn và kiệt cùng một ông đầu bếp nhẹ nhàng lụm giải. San cũng về cao khi dùng người máy chế biến, màn bốn là thi hát nhưng diêm cay cú nên bắn vỡ tivi vì nhìn giống như nhóm kiệt đang đi nghỉ dưỡng hơn là thi đấu. Tử thần sau đó đến gặp họ và vì cả ba chưa từng tới lò luyện nên hắn cho cả ba đến chơi với Kiệt một chuyến và mang tên này theo cùng. Chuyển luôn lời rằng đây là bất ngờ anh ta tặng cho Kiệt trong ban điều hành giải đấu lúc này đã thông kê lại số người còn và số người bị loại cũng như số người tiếp tục tham gia. Hơn phân nửa số bị loại đã đăng ký để tham gia một lần nữa, họ cũng đưa cô thỏ một bình linh khí để đến tầng 100 dâng cho nữ thần Pandora. Mục đích của họ từ đầu là bằng mọi cách phải đánh thức bằng được nữ thần, và tôi không hiểu sao đến đây phim cũng hết. Chắc ta phải chờ phim ra mắt phần 2 để theo dõi diễn biến, còn giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.